Theo hãng thông tấn Unian, văn phòng tổng thống Ukraine mới xác nhận quân đội nga đã chiếm sân bay quân sự Gostomel, cách thủ đô Kiev 17 km về phía đông bắc. Theo đó, đây là một trong những mục tiêu quan trọng nằm gần sân bay quốc tế Antonov cho phép quân đội nga đưa ra các bước đi tiếp theo của chiến dịch quân sự đặc biệt này. Từ đây, thì quân đội nga có thể mở ra hướng đông để khống chế đập nước chứa ở hồ chứa Kiev, uy hiếp thủ đô Ukraine từ phía bắc. Theo xác nhận của phía Ukraine. Quân đội Nga đã điều lực lượng hùng hậu gồm 20 máy bay trực thăng tấn công K-52 và Mi-8 chở theo 8 lực lượng bộ đội tinh nhuệ để đánh chiếm sân bay quân sự Gostomel. Bên cạnh đó, thì quân đội Nga cũng đã giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng vũ trang nhận được lệnh tiêu diệt lực lượng chiếm đóng tiến vào Komostel. Ông Zelensky cho biết tình hình ở phía Bắc đang gặp khó khăn, nhưng ở hướng Đông thì quân đội đang làm việc xuất sắc. Cũng theo ông, quân đội Ukraine đang đánh những trận ác liệt ở ngoại ô Kherson ở phía Nam